Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán đệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Kính ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Như Huyền và Lê Thái hôm nay Nhi sẽ đưa tới quý vị một cái loại những cái loại thức ăn gọi là superfood mà để ngăn ngừa ung thư thưa quý vị thì cái thứ nhất đó là uh, quả mọng đó là những cái quả berry thưa quý vị để Nhi cho xem hình thì những cái quả berry là blueberry, blackberry, uh, strawberry tất cả những loại này đều có cái chất oxy hóa để mà ngăn ngừa ung thư và cái thứ hai đó là cái loại rau cải rau củ quả rất là nhiều thì trong đó có cải xoắn rồi cái nó có chất để mà Uh, ngăn ngừa ung thư ở trong đó và cái thứ hai là uh, fatty fish đó là cá salmon thưa quý vị cá salmon hoặc là bất cứ những cái loại cá nào mà nó có ở chất phát ở trong của nó thì nó nhưng mà quý vị phải mua cái loại là white fish tức nghĩa là nó nuôi chứ người ta nuôi người ta cũng bỏ nhiều chất ở trong lắm và cái thứ hai là những cái chất như là walnut, những cái hộp mà mình hay ăn á, thưa quý vị cũng làm cho uh, ngăn ngừa ung thư hoặc là những cây quả đậu, có nó có nhiều chất xơ ở trong đó và ngăn ngừa một số ung thư như là ung thư vú, ung thư ruột kết và những tất cả các loại mà uh, ngăn ngừa ung thư rất là nhiều khi mà mình chưa bị ung thư thì mình nên ăn những cái loại trái cây đó. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền à, đưa đến một trong những cái loại thực phẩm cũng rất là có, có ít trong những cái chương trình mà uh, cà phê sáng cuối tuần mà Như Huyền và lại Thái vẫn đưa đến quý vị uh, rất là tốt cho sức khỏe kính à, thưa quý vị một cái cô vợ đã tuyển bồ nhí cho chồng à, khi mà mới vừa nghe cái title này thì quý vị chắc là những người nào là phụ nữ thì chúng ta không bao giờ chúng ta tin điều đó đâu đúng không? Ừ. Nếu như chị ở trong cương vị một cái người vợ chưa bao giờ mà chị tuyển bộ nhí hay tuyển vợ bé hay tiểu tam cho chồng không? Không bao giờ mình nghĩ tới luôn. Không bao giờ có đúng không? Cái ừ. chuyện này không bao giờ có mà có nha quý vị một cô gái ở Thái Lan thưa quý vị đã đăng một cái thông tin lên trên mạng xã hội và cô tìm bồ nhí để phục vụ chồng của mình với mức lương là 450 Mỹ kim một tháng và yêu cầu là những cái ứng cử viên này là có cái tính cách dễ chịu hoặc là giao tiếp tốt. Và cô tên là Batima Chapman, 44 tuổi và trong tháng tháng 7 vừa qua đó thì cô đã gây chú ý trên mạng xã hội Thái Lan khi mà đăng tuyển nhân tình cho chồng của mình. Và cô nói rằng là ứng viên được yêu cầu là có tính cách thật là dễ chịu là kỹ năng giao tiếp tốt nè, nhận mức lương ít nhất là 450 đô la một tháng nè, kèm theo những cái quyền lợi được ăn ở miễn phí ở trong tại ngôi nhà của cô luôn. Và trong video thì cô Chapman đã bảo đảm với các ứng viên rằng là tiềm năng sẽ không có một cái cuộc chiến tranh giành nào giữa cô và những cái cô gái đó và khẳng định là cô không thấy bất kỳ bất tiện nào hay là khó chịu khi chồng của mình ngủ hoặc là dành thời gian bên người phụ nữ khác và trong khi hành động này của chắc nên là khiến một số người người ta tức giận và người ta cho rằng đó là cô làm những cái hành động này giống như là để mà gây chú ý trên mạng xã hội nhưng thực tình thưa quý vị là cô muốn kiếm bồ nhí và quyến vợ bé cho chồng thật sự đó cô đã cho biết là cô đã lọc ra được hai cái ứng viên rất là tiềm năng và chấp nên cho hay là cô đã nảy ra ý tưởng tìm bồ nhí cho chồng của mình do cô đang phải vật lộn với một cái chứng gọi là trầm cảm mãn tính và thấy bản thân mình chưa chăm sóc đủ cho cái người chồng của mình người đàn ông bên cạnh mình trong những ngày tháng vừa qua thành ra trong tuần trước thì tờ mirror đã đưa tin là patagon đã uh, và anh chồng của cô đã rất là ngạc nhiên khi mà xem cái đoạn video của cô được chia sẻ trên mạng xã hội và anh không có phản đối ý tưởng này của vợ và anh nói rằng là uh, cô ấy muốn tìm một cái ai đó để mà chăm sóc cho tôi uh, mới đầu thì tôi cảm thấy rất là sốc khi phát hiện ra cái điều đó nhưng người đàn ông muốn, uh, muốn được như vậy thì rất là khó tại vì những cái người đàn ông khác thì rất là khó khi được vợ chiều chuộng như vậy riêng anh thì không anh chịu được, tới mức đó rồi. anh, anh chịu... được vợ chiều đến độ mức độ nữa thì anh là anh không có phản bác gì cả và anh đang bàn bạc với vợ là có về điều này và có nên là hỏi vợ là nếu như cái vấn đề này em quyết định như vậy thì có gây cái rắc rối của cái mối quan hệ vợ chồng mình ở trong tương lai hay không và anh cũng nói rằng anh khẳng định là anh chưa bao giờ muốn có bộ nhí nhưng vì vợ anh muốn anh có bộ nhí thành ra là anh sẽ không từ chối anh nói như vậy và vợ chồng của cha nên hiện đang điều hành một cái doanh nghiệp gia đình tại tỉnh ven biển là Samut Prakan và theo tờ Daily Star thưa quý vị thì nên đã tìm được cái người giúp chiều chồng mình và người phụ nữ này năm nay là 33 tuổi và dường như là bạn thân của cô à, thành ra là tốt nhất là đưa bạn thân vào để mà để mà có như là quen quen mình đó quyết hơn, biết đúng. chân biết cẳng đồ này dạ, nọ nó đỡ hơn đúng không hơn. À, phải chi mà người phụ nữ nào cũng nghĩ được giống như cái cô này thì cái thế giới này nó có Lê Thái, có Lê Thái rồi wish thôi thưa quý vị chứ không có cô em, gái nào wish không? Thái không cô không gái wish này mà. là quá 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 thương <laughs> chồng đến cái độ mà không hiểu. nếu như mà anh anh nào hay chú nào hay nào đó mà đã xem bản tin này của lê thái đó thì thử thôi ừ. mình thử một cái bài toán thôi coi. mình thử mình về mình hỏi thử bà xã của mình cứ coi coi uh, nếu như mà uh, bản tin này em thấy nó có lý không có hợp lý không <laughs> liệu là em có đủ chăm sóc anh đủ chưa thành ra là anh mà... có thương em tới mức là em có thương anh tới mức đó không uh, nói em em suối bậy không à nói cho cùng thật sự là cô này em không biết là cô ấy làm đúng làm sai nhưng đây là hành động mà em thấy là nó hơi khác người so với những cái người phụ nữ khác đối với những người phụ nữ thì người ta bảo vệ cái hôn nhân đi gia đình vô cùng trầm trọng đúng rồi. và cái tính bản tính mà ghen của người phụ nữ cũng lúc nào cũng trội hơn đàn ông hết rất là nhiều ừ. và người ta muốn giống như muốn sở hữu người đàn ông của mình như vậy ai mà đi chia sẻ như vậy mà cô là chấp nhận cô chia sẻ mà chia, cô chia ở sẻ nhà vậy còn nhiều chuyện hơn nữa dạ yeah, không biết lý do nhiều khi là cô chia sẻ chồng mình cho cái cô khác là cô bản thân cô cô chia sẻ cô cho thằng khác sao ai mà biết được đâu đâu biết được mà chỉ là những cái suy đoán thôi nhưng mà đây là một cái thông tin thú vị mà lê thái gửi đến quý vị trong chương trình cà phê sáng à hy vọng rằng thì à, vợ lê thái hoặc là một số anh chị em nào mà chị có thể nghe cái thông tin này về có thể là bàn bạc với lại chồng hoặc là bạn trai à, hay chẳng à, hạn đi chị không, Để mà... chị không có đâu không có xe đâu ạ à, không có đâu giữ <laughs> mình vậy thôi cái đó vô nó rắc rối lắm thưa quý vị dạ vâng thưa quý vị chỉ là thông tin vui mà là có thật nhau quý vị toàn là những thông tin lê thái ở đưa ngoài cho có, quý vị. Có là toàn những thông tin thú vị và có thật ở trên thế giới này cái gì nó cũng xảy ra và thưa quý vị cảm ơn lê thái và bản tin kế tiếp là một trong những cái bản tin rất nhiều người có sự thắc mắc là hay là keto diet hoặc là Mediterranean diet keto thì như không biết dịch ra tiếng việt như thế nào nhưng Mediterranean là những cái chế độ ăn kiêng của trung đông và chế độ ăn kiêng của keto mà tại sao cái nào nó tốt hơn thì như muốn đưa cho quý vị cái sự khác nhau của nó Keto là cái chế độ ăn kim giảm cân giảm thèm ăn giảm tan bộ bụng tăng cường sự nhạy bén về tinh thần. Uh, nhưng mà cái ngày đầu tiên cái vụ ăn keto um, um, đi vô cái chế độ keto ăn kiêng là bị cảm cấm mệt mỏi khó chịu. Thì theo như biết là keto là nó sử dụng cái chất béo không ăn chất đường không ăn chất tinh bột không ăn ngũ cốc luôn thưa quý vị. Toàn bộ là chỉ ăn rau có những cái loại trái cây mà đường. Keto cũng không có không cho phép ăn, thì đó gọi là keto. Còn Mediterranean thì ăn tất cả các loại ngũ cốc, loại trái cây, uh, trừ một số mà uh, những cái quả berries thì cũng họ hầu như là ăn hết. Còn keto có những cái loại quả ngọt như là xoài, nè, như là cam này, cái nào mà ngọt là keto không ăn, thưa quý vị. Nhưng mà Mediterranean thì lại ăn. Nhưng mà hai cái nghiên cứu, những nhà họ nghiên cứu, họ so sánh, họ đưa một số người ra để họ nghiên cứu cái chế, chế độ ăn địa trung hải và cái chế độ của keto thì cái chế độ của địa trung hải giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cholesterol, uh, xa sa sút trí nhớ rồi trầm cảm rồi giảm cân bị uh, chống ung thư vú. Keto cũng vậy, nó đều bằng nhau hết. Nhưng có một điều là họ sẽ cái hai cái ăn kiêng nó khác nhau. Có nghĩa là cái LDL cholesterol ở bên keto nó lên 10% cao hơn so với cái chế độ của ăn địa trung hải là cái LDL nó chỉ lên 5% thôi. Cái lý do là vì sao? Từ vì keto nó dùng cái chất béo để mà nó burn thưa quý vị. Mà khi chất béo lần đầu tiên mà nó đi vô, nó burn vô trong cái lặng, cái máu của mình thì cái lượng LDL nó đi lên. Nhưng mà cái choi cholesterol, cái HDL là cái cholesterol tốt thì nó lại cái HDL đi lên. Cái choi cholesterol nó là cái bad đó, thì nó lại đi, đi xuống nhiều hơn. Thì là tốt nhưng mà LDL lại đi lên hơn nhiều on a keto. Còn bên địa trung hải thì cái LDL nó thấp hơn nhiều thì cuối cùng thì những nhà nghiên cứu họ nói rằng cái bên địa trung hải đây là tốt hơn là bên Kito nhưng mà theo như thấy nó hai bên đều giống nhau và bên địa trung hải từ vì nó vẫn ăn khớp được ăn cái chất ngũ cốc ăn vẫn ăn một số đó được thì làm cái cơ thể mình nó khỏe hơn nhiều còn bên keto thì lúc nào mình cũng cảm thấy mệt mỏi tại vì dùng chất béo để mà burn thì đôi lúc cái energy của mình nó không có đường nó không có lên cao không nhanh có, hơn không có protein nó cũng làm cho mình mệt mỏi hơn yeah, bên bên này nó có protein ăn thịt rất là nhiều nhưng mà cái protein nó chuyển thành đường rất là chậm Điều còn vâng. có chất khác thì nó chuyển thành đường rất là và hiện nay Điều thì cũng đây. có nhiều người người ta đang theo chế độ ăn kiêng địa trung hải rất là nhiều thưa quý vị yeah. ở hoa kỳ chúng ta và Lê Thái cũng đang tập cái chế độ ăn kiêng đó nhưng mà chưa biết là áp dụng khi nào tại vì cái lịch làm việc cũng nhiều, thành nên như mình không ăn đủ thì hơi khó, đúng rồi. Mà phải ở nhà phải có người làm người nấu Phải nấu người chuẩn ăn nấu này. đúng rồi đi phải đi chợ rồi phải mua organic này hết, hai cái chế độ ăn kiêng này họ sử dụng đều organic. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Hiền và kết thúc quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng của tuần ngày chủ nhật hôm nay của Như Hiền và Lê Thái. Một lần nữa thì chúng tôi rất là cảm ơn quý vị thân yêu đã dành thời gian theo dõi Như Huyền và Lê Thái trong suốt hai ngày cuối tuần hôm qua và hôm nay cảm ơn quý vị chúc quý vị có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ như hiền với lê thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ bảy tuần sau